Thế đọc cái bài này của Thiên Mai Thảo mới gửi. Xin gửi tặng sư phụ và các huynh đệ tỷ muội một bài về của một Phật tử. Bài về hay đồng giao là bài thơ bốn chữ rất phổ biến trong dân gian Việt Nam. Đệ tử Thiên Công Khanh kính gửi đến sư phụ Thiên Tuấn Kiệt và các huynh đệ đồng đạo bà già về tu đạo. Nghe về để hiểu về đời, về đạo, quả báo, nhãn tiền, luân hồi, sanh tử, dây trả trả dây, truyền miên kiếp người, trời Phật lo thương, Bồ Tát hạ phàm chỉ dạy chúng sanh hiểu đời tu đạo. A Di Đà Phật. Nghe về để biết Bửu Sơn Thiên Long, núi Thiên núi Rồng, 16 tháng 3 2017, Ngọc Hoàng Phật Mẫu chỉ chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời, thái tử con trời, ngài Thiên Tấn Kiệt nhận lệnh ơn trên, đúng ra lập đạo, chánh đạo không tà, diệt quỷ diệt ma, thờ mẹ thờ cha, cha trời mẹ đất, tu niệm Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật. Nghe về tu đạo, thái tử con trời, ngài Thiên Tấn Kiệt truyền đạo truyền tin, nói rõ tình hình cơ trời hé lộ, chỉ phương chỉ hướng đến với mọi người, chuyển tâm tu đạo, đạo trời pháp Phật, 12 giới luật của đạo thiên tâm, mỗi ngày đọc kinh xong rồi thiền định, loại bỏ âu lo, tinh thần giác ngộ, lên thuyền bát nhã của Phật Di Đà. A Di Đà Phật. Nghe vẻ tinh tường chuyển luân thánh vương, ngài Thiên Tấn Kiệt sứ mạng đạo đời, nắm giữ gian sang, xây dựng nước nhà quốc thái dân an, tâm linh thống nhất đưa về một đạo, đạo trời pháp Phật, chánh đạo thiên tâm loan tỏa toàn cầu, năm châu bốn biển cơ trời ứng nghiệm, tái xuất Phật thầy đem lại bình an đến cho nhân loại. A Di Đà Phật. Hay dạ. Bài này quá trời dễ nghe. Hello. Thiên Trọng Nghĩa hả? Rồi, con khỏe không? Con ở tỉnh nào vậy? Bình Dương hả? Thì có cảm ứng thì tối thì sư phụ chiết thân về để mà cho mọi người vững lòng tin vậy đó. Thì tu tập khi nào có nạn rồi mới kêu nha, chút chút kêu cái làm cho phụ phải lo cho những người khác nữa. Hello. Chào sư phụ. Chào Thiên Quốc Cường hả? Nó ở đâu vậy? Hả? An Giang hả? Núi Cấm hả? Trời ơi,
cắm. Thì con ở nhang thì ở nhà giữ bàn thờ tương tắc, giữ chánh niệm, giữ mọi giới luật để mà Đức Thầy Ngài xuất hiện á, thì mình được dự hội Long Hoa là quan trọng, con thấy không? Kiếp này á, là người nào được dự hội Long Hoa mà gặp được Đức Thầy, gặp được Thiên Thánh Kiệt này á, cũng giống như chúng vé số mà ở Mỹ là được 1 tỷ đô vậy đó, hơn nữa. Thì gán đi, gán giữ đi. Thấy à? Thì ở cái thời mạt pháp này, sư phụ là người trong Xuân Hạ Tác Cuồng Thư mà là Đức Thầy ngày xưa viết ra cái bài đó. Thì cái bài đó là tới ngày hôm nay nó đã ứng nghiệm. Người ở trong tranh cũng đã thành người thật rồi, chỉ có một cái là con người lì lợm quá, khó có hiểu được. Thì con cứ giữ cái tâm đó đi, thì các chư vị đang đứng ở đây là trên cái điện thoại của con mà nói á, không phải nói chuyện với mình sư phụ nghe. Mấy vị xung quanh của sư phụ đây sau lưng nè, mấy vị đông lắm á, ở trước mặt nữa nè, mấy vị rất là đông, cho nên mình nói là mấy vị ghi nhận hết, thần thánh mà. Phò sư phụ á, ví dụ đạn nó bắn rồi da con có bị lủng không? Sợ không? Thôi mấy vị chỉ còn mong mấy đứa con giữ gìn sức khỏe, còn người nào mà khởi ý thôi á là đã bị mấy vị bắt đi hết. Sư phụ không phải là ý như vậy, nhưng mà tại sư phụ không biết. Còn những người nào có ý xấu làm cái gì á, là những vị thiện thần là bắt hết. Ok rồi, có nhân viên nói chuyện, con có giữ tâm son sắc bền trí nha. Rồi hẹn ngày gặp lại trên đất mẹ với Đức Thầy nha. Rồi, gặp con ở trên đất mẹ, ở núi Cấm. Rồi, bye bye.